là Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngôi vị Hoa hậu là thành công, cũng là cánh cửa bước vào thời gian đầy thử thách. 18 tuổi, chưa ý thức được sức nặng của chiếc vương miện, tôi đã phạm nhiều sai lầm. Người ta nói, sai lầm là đặc quyền của tuổi trẻ. Nhưng tuổi trẻ của cô gái trẻ và nổi tiếng lúc bấy giờ là tấm bia cho dư luận chĩa vào. Người ta đòi tước danh hiệu Hoa hậu của tôi. Lúc đó, tôi nhận ra rằng nếu buông cũng là từ bỏ tương lai của mình. Tôi phải đứng lên và phải vượt qua chính mình để thoát khỏi vũng lầy thất bại và sai lầm mình đã gây ra. Và phòng tập là nơi cho tôi vượt qua những giới hạn về sức chịu đựng, nâng lên và hạ xuống, đấm đá và ra đòn, tránh né và phản công, quyết liệt và bình tĩnh. Những điều đó tôi góp nhặt từng ngày qua từng bài tập giúp tôi khỏe hơn, mạnh hơn, tôi bản lĩnh và kiên cường hơn. Vượt qua hết áp lực bằng niềm tin vào chính bản thân mình, tôi cũng bình tâm hơn khi đối diện và vượt qua mọi thử thách áp lực từ dư luận. Tôi không chối bỏ sai lầm trong quá khứ vì điều đó đã tạo nên phiên bản trưởng thành của tôi ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. I am more than you see.